Bây giờ xin mời các bạn tiếp theo tập thứ 15 mà cũng là tập cuối của A22 Cụm tình báo Dinh Độc Lập của tác giả Trần Trung Quân. Từ khi nổ súng, Connie thường xuyên báo cáo bằng điện thoại mọi diễn tiến của cuộc đảo chính. Những tin tức này được truyền ngay về Washington qua làn sóng ngắn vô tuyến. Sự việc tiến triển theo chiều hướng khả quan, nhưng Lodge vẫn cảm thấy lo, cả cuộc đời chính trị của ông ta đặt hết vào canh bạc này. Chuông điện thoại reo, Cabot Lodge cầm máy, đầu dây đằng kia là tiếng nói của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Một số đơn vị nổi loạn, tôi muốn biết quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ hiện thời. Cabot Lodge lảng tránh. Tôi cảm thấy chưa có đủ tin tức để thông báo cho ngài. Tôi đã nghe thấy tiếng súng nhưng chưa hiểu rõ tất cả sự thật. Cũng lúc này ở Washington là 4 giờ 30 phút sáng, chính phủ không thể có một nhận xét nào. Nhưng ngài phải có một khái niệm chung, xét cho cùng. Tôi là quốc trưởng của một nước, tôi đã cố gắng làm nhiệm vụ của tôi. Tôi tin rằng nhiệm vụ là trên hết. Tất nhiên ngài đã làm nhiệm vụ của ngài. Như tôi nói với ngài sáng nay, tôi khâm phục lòng dũng cảm của ngài và những cống hiến to lớn của ngài cho đất nước. Nhưng bây giờ tôi rất lo lắng cho tính mạng của ngài. Tôi nhận được báo cáo là những người cầm đầu những hoạt động hiện hành sẽ cho phép anh em ngài ra đi ngoại quốc an toàn nếu ngài từ chức. Ngài đã nghe thấy điều này chưa? Tổng thống Diệm im lặng một lát sau khi buông ra lời từ chối rồi lại tiếp. Ngài đại sứ có số điện thoại của tôi chứ? Có. Nếu có thể làm gì để bảo đảm tính mạng ngài, xin Tổng thống cứ gọi tôi. Tổng thống Diệm hiểu rằng một chút nữa có gọi lại, Cabot Lodge sẽ từ chối điện đàm hoặc cho nhân viên trả lời. Ông đại sứ đã đi vắng. Tôi đang cố lập lại trật tự. Tổng thống Diệm nói câu cuối cùng và bỏ máy. Việc chiếm lại đài phát thanh Sài Gòn gặp khó khăn. Một chi đội thiết giáp với một đại đội bộ binh do một trung úy chỉ huy được phái đi làm nhiệm vụ. Tới gần mục tiêu, viên trung úy gặp một viên trung tá của binh chủng thiết giáp rối rít vẫy tay gọi mình. Vừa trung tá vừa là cấp trên, lại vừa là bí thư của đảng Cần Lao tại binh chủng thiết giáp. Tưởng cấp trên cũng tới cứu nguy cho phụ tổng thống, viên trung úy vội vàng chạy lại. Viên trung tá nói đảo chánh đang kết thúc, bộ tư lệnh binh chủng thiết giáp đã đi với hội đồng tướng lãnh và yêu cầu viên trung úy theo mình. Hai đại đội đi chiếm lại đài phát thanh phút chốc trở thành lực lượng tăng cường cho phía đảo chánh. Tuy nhiên có hai thiết giáp tách ra khỏi hàng ngũ, quay đầu chạy về Dinh Gia Long. Ông Diệm coi việc chiếm đài phát thanh là quan trọng bậc nhất trong lúc này, nhưng khi nghe báo cáo nếu muốn lấy lại vị trí này phải đổ máu lớn và đài phát thanh có thể bị phá hủy, ông Diệm không thôi thúc nữa, coi như lệnh đã hủy bỏ. Một sĩ quan tùy viên bước vào hầm trình Tổng thống Diệm. Bẩm cậu, thiếu tá Duệ dưới trại Cộng Hòa vừa báo cáo lên, ở bộ tổng tham mưu có người gọi điện thoại về, nói mấy tướng lãnh ở đó rất xôn xao và sợ đảo chánh không thành công. Tại đó lúc này chỉ có một số tân binh trung tâm huấn luyện quan trung và nhân viên văn phòng. Chỉ cần đưa một đại đội lên là sẽ chiếm lại được. Anh em dưới trại đã bàn, thiếu tá Duệ đề nghị cụ đưa cho một chi đội thiết giáp và một đại đội bộ binh theo đường công lý lên, bất ngờ đánh thẳng vô bộ tổng tham mưu. Ông Diệm suy nghĩ rồi nói, làm như trước không được, biểu anh em cứ ở tại chỗ, tránh đổ máu, chỉ nổ súng khi bị tấn công, giả lại các tướng đang bị họ bắt làm con tin. Trừ kéo thiết giáp lên rầm rộ, họ sẽ giết hết các tướng. Ông già mang xuống hai tô cháo trắng, ông lão biết rõ trong hoàn cảnh này, Tổng thống và ông cố vấn không thể nào nuốt trọn miếng cơm. Tổng thống Diệm nhìn tô cháo với vẻ thờ ơ rồi bỗng nói, mang thêm ra đây cho tất cả mọi người cùng ăn. Ông nhu liếc mắt nhìn Tổng thống Diệm, lần đầu ông bỗng thấy thương người anh ruột. Lúc này người anh uy nghiêm thuở nào giờ chỉ còn là một ông già tội nghiệp. Bên ngoài tiếng súng xen lẫn với tiếng đại bác vẫn tiếp tục nổ, bầu trời ngã sang màu xám, đang nhanh chóng chuyển thành màu đen, Dinh Gia Long bất động rèm buông kín, chìm dần vào hoàng hôn của một ngày biến cố trọng đại. Hệ thống truyền tin của phụ tổng thống vẫn tiếp tục những công việc tuyệt vọng liên lạc với các quân khu, sư đoàn, các tỉnh. Vị sĩ quan truyền tin báo cáo, bẩm cậu đã liên lạc được với ông Đính. Ông Diệm vội vã đón chiếc ống nghe từ tai viên sĩ quan truyền tin giọng mừng rỡ. Đinh đó ư? Đến đây! Ông Diệm vẫn không nhận ra giọng nói hoàn toàn thay đổi và sức sực của viên tướng trẻ thân tính. Gấp rồi, làm gì đi chứ? Làm gì? Tôi cứu mấy ông mấy hồi, bây giờ thì tôi thấy khỏi cần làm việc này. Các ông hết thời rồi, đầu hàng đi thôi.
Đối với tổ quốc này, tôi chưa làm gì nên tội và đời tôi chưa biết đầu hàng bất cứ một ai. Hãy để tôi nói điều này. Tôi không ngạc nhiên khi đến phản nghịch tôi, nhưng lật đổ tôi rồi Việt Nam sẽ đi về đâu? Ông đừng biện luận nữa. Đầu thì sống, chống thì chết. Ông nghe rõ. Vì danh dự cho đồng bào tôi chấp nhận hết. Ngồi ở trại Lê Văn Duyệt, đính điên đầu vì sư đoàn 5 của Nguyễn Văn Thiệu tiến vào Dinh Gia Long quá chậm. Viên sư đoàn trưởng cố ý chờ xem bên nào mạnh để trở cờ cho ăn chắc. Đến biết những người cầm đầu đảo chánh chưa thực sự tin mình. Cái chết của Hồ Tấn Quyền trưa nay làm cho y luôn luôn cảm thấy có những họng súng vô hình đang rình rập chung quanh mình. Nhân lúc này đương sự cần tỏ thái độ dứt khoát để đánh tan sự nghi kỵ. Ông Diệm cầm chiếc ống nói trong tay miệng lẩm bẩm. Thằng đính hỏng rồi. Tướng Trần Văn Đông chuẩn bị hai căn phòng ở cạnh văn phòng của Bộ Tổng Tham mưu cho Tổng thống Diệm và ông Nhu ở tạm. Mọi người đều ngóng chờ đoàn xe đi đón Tổng thống trở về. Chủ tịch Hội đồng Tướng lãnh Dương Văn Minh chốc chốc ra bao lân ngó xuống. Cuối cùng đoàn xe đã xuất hiện trước cổng Bộ Tổng Tham mưu rồi chạy vào, dừng lại ở trên sân cờ. Đại quý Nhung từ trên một chiếc M113 nhảy xuống đầu tiên. Một cánh tay áo của y ướt đẫm máu. Y nhìn lên lầu Dương Văn Minh đang đứng tại bao lân giơ hai cánh tay chào mừng chiến thắng. Tên Nhung trảo bước theo kịp tướng Mai Hữu Xuân đang bệ vệ đi tiến về phía bậc thềm ngôi nhà của Bộ Tổng Tham mưu. Mọi người đều ngơ ngác vì chưa thấy Tổng thống Diệm và ông Nhu. Một viên tướng nhìn ống tay áo đầy máu của tên Nhung hất hàm hỏi tướng Xuân. Sao vậy? Tướng Xuân nhún vai đáp bằng tiếng Pháp. Ê, như vậy đó. Ngoài sân, một số tướng tá đã nhanh chóng xúm lại quanh một chiếc xe thiết giáp. Cửa vừa được mở ra, bất giác một số người giơ tay lên vành mũ trong tư thế nghiêm chào. Nằm trong xe là xác Tổng thống Diệm và ông Nhu đều đẫm máu. Tướng Khiêm sa sầm nét mặt, ông Đỗ Mậu vùng vằng. Các anh phải chịu trách nhiệm trước lịch sử. Dương Văn Minh lạnh lùng nhún vai bỏ đi. Trần Văn Đôn nghe tin Tổng thống Diệm và ông Nhu đã chết hấp tấp đi tìm Dương Văn Minh. Tướng Đôn đi vào văn phòng thấy Dương Văn Minh đang ngồi với mấy sĩ quan. Đại tá Quán một người trong đoàn vừa đi về mặt tái xám ngồi gục đầu xuống bàn. Tướng Đôn hỏi, vì sao cả Tổng thống và ông cố vấn đều chết? Dương Văn Minh gay gắt hỏi lại, họ chết thì làm sao? Vừa lúc đó tướng Mai Hữu Xuân bước vào, đương sự nhìn Dương Văn Minh trập mạnh gót giày báo cáo. Nhiệm vụ hoàn tất. Ngoài sân cờ, những binh lính thiết giáp đã khiêng hai cái xác từ trong xe đặt xuống nền đất chuẩn bị ra về. Những vệt máu trên người Tổng thống Diệm ông Nhu đã trở thành màu đen. Một viên hạ sĩ móc túi lấy chiếc khăn tay phủ lên mặt Tổng thống Diệm rồi lên xe. Xúc động lớn nhất về cái chết của Tổng thống Diệm lại xảy ra ở tòa Bạch Ốc. Tổng thống Mỹ nhận được tin này trong lúc ông ta đang họp với tướng Taylor, một người vẫn ủng hộ ông Diệm, và một số phụ tá. Người ta thấy Kennedy mặt lật đi hốt hoảng đứng dậy nhảy bổ ra khỏi phòng họp. Ngay sau đó, tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn được lệnh báo cáo gấp cho Tổng thống Kennedy những chi tiết về cái chết của Tổng thống Diệm. Cabot Lodge đang vui vẻ trước thắng lợi đảo chánh, vội gọi điện thoại cho Connie. Đại tá Connie không còn ở bản doanh của quân đảo chánh, đã trở về nhà riêng và đi ngủ. Ông ta bật dậy sau khi nhận lệnh lao vào Bộ Tổng Tham mưu gặp Dương Văn Minh nói luôn. Washington yêu cầu cho biết vì sao Tổng thống Diệm lại chết. Dương Văn Minh, giàu thân hình hậu pháp và sức khỏe của một nhà thể thao vẫn mệt chủ người, đang lo chưa biết giải quyết thế nào với hai cái xác còn nằm trước sở chỉ huy. Thoạt đầu Dương Văn Minh ngơ ngác trước thái độ nghiêm trọng của Connie. Connie đã có mặt ở đây từ đầu đến cuối, đương sự đâu chỉ gặp mình lần đầu. Ở trại Lê Văn Duyệt, đương sự đã thúc giục mình làm sớm phải chiến thắng ông Diệm bằng mọi giá vì danh dự của nước Mỹ. Đương sự vừa nói những gì, bây giờ ông ta lại hỏi mình như một người ở đâu mới tới. Nhưng rồi Dương Văn Minh cho rằng Connie đang đóng một vai kịch. Chính phủ Hoa Kỳ không muốn bị tai tiếng về cái việc làm thường được gọi là bẩn thỉu này. Bề ngoài họ nói là không can thiệp vào nội bộ của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Hoa Kỳ cần phải có bằng chứng là không dính líu vào cái chết của Tổng thống Diệm. Và họ muốn mình thủ vai chính trong màn kịch, mình cũng nên nói một câu cho xong. Dương Văn Minh đáp, ông ta tự sát. Ở đâu? Câu hỏi tiếp theo của Connie khiến ông Minh lúng túng ậm ờ rồi đáp, ở nhà thờ và... Connie dùng luôn, tôi nghĩ không phải như vậy, là một người công giáo tôi xin nói để ông biết, nếu hôm qua một linh mục đã làm lễ Misa cho ông Diệm thì ông ta không thể nào tự sát, đây chính là việc của ông. Bị hoàn toàn bất ngờ, Dương Văn Minh không kịp phản ứng nói quanh.
Nếu không tin, ông có thể xuống nhìn mặt ông ta còn nằm ở đây. Tôi không cần xem, người ta có thể dựng lên 1001 chứng cứ để giải thích, nhưng tôi cho rằng không thể giấu được sự thật khi mọi người đã biết rõ sự thật này. Xin đừng cho tôi là một kẻ tiết lộ. Dương Văn Minh hiểu đây không phải là một người bạn đến rủ mình cùng đi chơi màn kịch giết người bắt đầu nổi gió. Tôi không thể nói về một việc mà tôi không chứng kiến và đích thân rút súng bắn người đó. Nếu những người thừa hành không làm mà đúng mệnh lệnh của tôi thì tôi cũng không chịu trách nhiệm. Ai làm nấy chịu. Suốt thời gian đó, cả ông và tôi đều ngồi đây. Tôi nói những gì cũng như ông nói những gì. Chúng ta đều không phải là những người điếc. Nếu ông cứ tiếp tục hỏi theo cách vừa rồi, buộc lòng tôi phải mời ông ra khỏi nơi đây. Connie tím mặt lại nhưng rất nhạy cảm. Ông ta biết nỗi nóng lúc này sẽ chẳng giải quyết được gì bèn đấu dịu. Washington cũng như chúng ta đều tìm một giải pháp trước những dư luận sẽ có ở Mỹ cũng như những nơi khác. Chúng ta cần một sự giải thích mà mọi người có thể chấp nhận. Tôi không thể nói gì hơn những điều đã nói trước khi có kết luận có một cuộc điều tra. Ông biết cuộc điều tra sẽ vô cùng phức tạp. Và từ đó đến khi mất nước không bao giờ có một phiên tòa xét xử vụ giết người này. 5 giờ sáng ngày 3 tháng 11 năm 1963, Connie gọi điện thoại cho Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn. Ông ta chuyển lời của Cabot Lodge mời ông Minh và ông Đôn, những nhà lãnh đạo của Hội đồng Quân nhân Cách mạng, tới gặp ở tòa đại sứ Mỹ. Chuyện cãi vã nhau ngày hôm trước Connie còn khiến cho Dương Văn Minh băn khoăn. Hai người bàn nhau cử tướng Lê Văn Kim đi thay. Nếu Cabot Lodge hỏi, tướng Kim chỉ cần nói mình không biết gì về việc đó. Đại sứ Hoa Kỳ ra tận cửa đón tướng Kim, thái độ tươi vui của ông ta hứa hẹn một cuộc gặp gỡ không có gì căng thẳng. Cabot Lodge đưa tướng Kim vào phòng khách rượu để sẵn. Cabot Lodge nâng cốc chúc mừng và ca ngợi sự thành công tốt đẹp của hội đồng tướng lãnh trong việc lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm. Cabot Lodge nói đã báo cáo đầy đủ mọi hoạt động của hội đồng với Tổng thống Kennedy và tin chắc chính quyền mới sẽ được Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ. Cabot Lodge cũng nhắc qua người Mỹ tỏ ra xúc động sâu xa trước cái chết của Tổng thống Diệm và ông Nhu, nhưng không đưa ra lời trách cứ nào. Vẻ mặt Cabot Lodge lúc đó hết sức hân hoan phấn khởi. Bây giờ tướng Kim mới tin chắc không phải mình bị gọi tới để chửi mắng, và ông ta đang ngồi trước vị đại sứ Hoa Kỳ với tư cách là người chiến thắng. Cha Hoàng Quỳnh đã ra bản tuyên ngôn ủng hộ Hội đồng Quân nhân Cách mạng. Tướng Trần Văn Đông, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân cùng kéo xuống nhà thờ Bình An tỏ lòng tri ân về bản tuyên ngôn và đề nghị sự ủng hộ tiếp tục với hội đồng. Nhìn thấy hắn, tướng Mai Hữu Xuân reo lên. Chào bạn! Tướng Xuân ôm chầm lấy hắn rồi quay lại giới thiệu với tướng Đông và tướng Kim. Thầy phụ tá đây á, mà tôi đã nói với các sếp đó. Nếu không có thầy hai, tôi và chưa chừng cả hai sếp đã là tù của Ngô Đình Nhu rồi. Tôi không ngờ thằng Tôn thằng Hiếu lại chiếu cố đến mình. Khi nghe thầy hai báo tin, tôi hoảng hồn. Mình cũng tài lắm chứ. Mình cho chúng lạc hướng và hết nghi luôn. Có như vậy hôm nay mới ngồi chung với các anh trong hội đồng và tóm được cả Ngô Tổng thống cho xuống chầu âm phủ. Mai Hữu Xuân cười vang rồi lại nắm tay hắn run run một hồi. Rất cảm ơn anh. Gặp lúc hiểm nghèo mới biết ai là bạn, ai là thù. Tôi chỉ làm nhiệm vụ của một giáo dân phát diệm. Các anh đã hiểu rõ nỗi khổ của Tổng bộ tự vệ phát diệm lúc trước như thế nào rồi. Tướng Xuân lại tiếp tục giới thiệu với tướng Đôn và Kim. Anh Vũ Đình Long là người có tấm lòng nhưng cũng là người rất có bản lãnh. Anh đi lại phủ Tổng thống bao lâu mà Nhu có mảy may nghi ngờ gì đâu mà còn bảo vệ được cho cả chúng ta. Đức cha Lê Hữu Từ và cha Tổng chỉ là người chủ sướng. Còn người thực thi mọi kế hoạch trực tiếp quan hệ với tòa khâm sứ, tòa đại sứ và các phe phái chính trị đều là do thầy hai. Ông đại tá Connick nói thầy hai là một người rất hay, trao đổi với thầy rất bổ ích. Tướng Đôn và tướng Kim thay nhau bảo vệ hắn. Ông Đôn nói, tôi rất mong anh hợp tác chặt chẽ với hội đồng chúng tôi. Đó là nhiệm vụ mà cha Tổng đã trao cho tôi. Cuộc gặp gỡ giữa cha Quỳnh và các tướng lãnh diễn ra rất phấn khởi. Biết sứ đạo bình an nghèo, các tướng đã mang theo cả sâm banh và rượu mạt ten. Tướng Mai Hữu Xuân trổ tài mở sâm banh, đôi bên nâng cốc hết đợt này đến đợt khác. Tiếng cười từng lúc lại trang lên như pháo. Cha Quỳnh không biết uống rượu, chỉ cầm ly nhấm nháp lấy vui. Người Mỹ dành cho bà Nhu một đặc ân, ba đứa con của bà được Hoa Kỳ chở bằng phi cơ từ Sài Gòn sang La Mã để gặp lại mẹ. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, Ngô Đình Lệ Thủy, con gái của bà Nhu, chết vì một tai nạn xe hơi ở Paris.
Dương Văn Minh trở thành quốc trưởng kiêm chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng với 11 tướng tham gia, trong đó có Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Trần Thiện Khiêm, Nguyễn Khánh, Mai Hữu Xuân. Nhưng chỉ 3 tháng sau, cả hội đồng với những quyền lực tối cao này đã tan tành mây khói vì bị tướng Nguyễn Khánh lật đổ bằng một cuộc phản đảo chánh gọi là chỉnh lý. Đôn Kim Xuân đến trở thành tù nhân của tướng Khánh. Cuộc vật lộn tranh giành quyền lực trong giới quân Việt miền Nam Việt Nam chưa dừng lại. Khi đảo chánh nổ ra, ông Ngô Đình Cẩn vội chạy trốn vào dòng chúa cứu thế ở Huế, nhưng ông Cẩn nhận ra ở đây không an toàn, lại tới tòa lãnh sự Mỹ xin cư trú. Người Mỹ lần này tỏ ra rất coi trọng đạo lý. Đại sứ Cabot Lodge tuyên bố những người như ông Cẩn không đáng được chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ và cư trú trong tòa đại sứ, nên ra lệnh trao ông Cẩn cho Hội đồng Tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, với điều kiện phải đưa ông Cẩn ra tòa theo đúng thủ tục pháp lý, không đối xử tàn tệ và không giết ông Cẩn nếu chưa xét xử ở tòa. Trong thời gian bị cầm giữ, tướng Khánh đã làm thủ tướng, bảo ông Cẩn nếu chịu đưa hết tài sản cho ông ta thì sẽ được tha bổng. Ông Cẩn bảo tiền mô mà đưa, ít lâu sau ông Cẩn ra tòa lãnh án tử hình. Đơn xin ân xá của ông Cẩn bị quốc trưởng Dương Văn Minh bác. Khi ra pháp trường thấy người cháu gái khóc lóc, ông Cẩn nói, không có gì đáng buồn mà phải khóc lóc, cậu không có gì oán than hết, làm chính trị thì phải biết có ngày như thế này. Nguyễn Khánh ra lệnh cho an ninh quân đội điều tra về cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông Nhu. Người phụ trách an ninh quân đội lúc đó là tướng Mai Hữu Xuân. Đại quý Nhung bị bắt tại tư dinh tướng Minh. Sau khi tra hỏi, Đại quý Nhung khai Dương Văn Minh ra lệnh cho đương sự giết Tổng thống Diệm và ông Nhu. Đương sự còn đâm bồi tiếp ông Diệm thêm mấy nhát dao găm. Nhưng chỉ vài ngày sau, người ta thấy xác Đại quý Nhung treo cổ trong nhà giam bằng một sợi dây giày. Vụ điều tra coi như kết thúc. Nhà thờ Bình An trở lại yên tĩnh, vắng vẻ sau những ngày sóng gió đảo chánh chế độ Diệm. Bình An đã sửa chữa xong nhà thờ, xây dựng thêm trường học, nhưng đời sống của giáo dân vẫn lam lũ vì trước sau Bình An vẫn là một xứ đạo nghèo. Đức cha Lê Hữu Từ đi La Mã chưa trở về. Tướng lãnh trẻ mới lên cầm quyền say mê danh vọng. Tuy họ tỏ ra kính trọng cha, nhưng họ cũng dễ quên cha. Số người lui tới nhà thờ bàn kế hoạch đạo chánh rất đông đúc trước đây, nay thưa thớt hẳn. Cha già trở lại rất nhanh vì cảm thấy mình nhanh chóng đi vào quên lãng. Một ngày đầu xuân, hắn đến gặp cha Quỳnh tại nhà thờ Bình An, báo cáo cha biết ngày 21 tháng 12 năm 1963, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara đi qua quan sát tình hình Việt Nam về đã phúc trình với Tổng thống Mỹ một cách bi quan, chiều hướng tranh giành quyền lợi của các tướng lãnh hiện nay trừ khi có sự thay đổi trong 3 tháng tới, nếu không may mắn sẽ dẫn tới việc trung lập hóa và có khả năng nhiều hơn là Việt Nam trở thành quốc gia dưới quyền kiểm soát của Việt Cộng. Cha chánh xứ lại tự tay đun nước trang đậu phộng pha trà ngồi đàm đạo với hắn trong văn phòng vắng vẻ. Thưa cha, tình hình này theo cha rồi sẽ ra sao? Còn rối loạn, mất ổn định kéo dài, Việt Cộng hoạt động ngày càng mạnh. Cha Quỳnh ngồi thẫn thờ vẻ ngao ngán nói tiếp, Mỹ không tìm được con bài nào giỏi hơn ông Nhu ông Diệm. Thưa cha, việc ông Diệm ông Nhu nay không còn nữa, con muốn trở về dạy học. Ngày ngày sớm tối vui vẻ với đám đầu xanh tuổi trẻ hơn là chìm nổi trong cuộc đời dâu biển. Tổng thống Mỹ mượn tay người Việt giết Tổng thống Việt Nam, ông Diệm chết kéo theo cái chết của ông Nhu ông Cẩn, nhưng rồi lại đến lượt chính Tổng thống Kennedy bị người Mỹ giết, máu gọi máu cho đến bao giờ. Cha Quỳnh nói, Chúa đã muốn vậy thì phải chịu vậy. Ngày 7 tháng 2 năm 1964, hắn tức tên gián điệp Cộng sản với bí danh A-22 lên đường ra mật khu Việt Cộng, ngồi trên chiếc xe đò chạy về Bình Dương, lòng hắn lâng lâng niềm vui hãnh diện. Xe tới tỉnh lỵ Bình Dương, đổ bến xe tòa thị chính, một phụ nữ giao liên mặc áo lụa hồng, tay xách chiếc túi áo màu xanh, ngồi cách hắn hai hàng ghế, đưa mắt kín đáo nhìn hắn rồi xuống xe. Hắn lặng lặng đi theo nữ cán bộ giao liên, đảo một vòng quanh chợ Bình Dương rồi đi về phía bờ sông. Chúng xuống xuồng máy sang sông, nữ cán bộ dẫn hắn vào một trạm giao liên, bọn chúng dùng xe đạp tới một cái ấp nhỏ, thì gặp một toán khác hướng dẫn hắn đi về rừng bời lời, chiến khu Dương Minh Châu để gặp các cấp lãnh đạo của hắn từ Hà Nội mới vào, ban huấn lệnh cho hắn tiếp tục trở ra Sài Gòn giúp Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống nước Việt Nam. Montreal ngày 10 tháng 9 năm 1980, Trần Trung Quân. A22 cụm tình báo dinh độc lập đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.